Alo, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ đập hộp cái máy rửa xe gia đình nè. Đây đây, đập hộp cái máy rửa xe gia đình nha các bạn. Mới đi mua nãy, nhiều giá lắm các bạn. Máy này nãy mua là giá tầm 1,4 triệu là có hàng rồi các bạn. Nhưng mà cái loại này mình mua nó ra tới 2,1 triệu, bớt được có 20 ngàn. Rồi còn 2,1 triệu 30 đó anh em. Mặc dù nãy ở tiệm là mình có test xong xuôi ok rồi, mà giờ về mình làm một cái video đập hộp tiếp. Tại vì mình mua là trực tiếp cửa hàng chứ mình không có mua qua mạng anh em ơi. Đây là máy máy xịn ok nha, hàng của Việt Nam mình ráp dây đồng nha các bạn, không phải dây nhôm nha. Đó, mình mua loại này là theo cái loại mà gia đình á, là tại cửa hàng đó là mắc nhất á, là 2,130 triệu. Thử hết rồi. Đó đi. Cái dây mà nước đi vô á anh em, có dây sẵn à, nó chừng 2 mét à. Mình mua thêm đây là khoảng 6 mét nè. Mình bỏ cái 2 mét đó đi, mình lấy 6 mét này rồi mình cắm trực tiếp hồ cho nó dài á. Giờ mình sẽ khui hộp ra nha, rồi mình ráp cho anh em xem. Dán keo đơn sơ đó anh em ơi, để thử cho anh. Có giấy bảo hành còn túi nè, bảo hành 6 tháng anh em. Test rồi thấy cũng ok lắm. Đó, rồi. Mưa rồi em thấy không, bữa nay mình có đăng ở trên cộng đồng cái bài viết đám cưới miền Tây đó anh em. Chút ra đây tí nha. Mưa rồi anh em ơi. Hôm nay mình có đi đám cưới ở bên Long An á, đi trong thời tiết trời mưa đó đó. Mình có đăng bài tới cộng đồng á, xe mình là bao dơ luôn, hồi mình sẵn test cho anh em xem luôn, dơ kinh khủng. Dây nào khoảng mét 8 anh em ơi, không được 2 mét nữa. Bỏ qua bên á, mình chúc mình xài dây kia. Có thể là mình test cho anh em xem là dây này luôn, nhưng mà mình khi mình xài chính thức mình sẽ lấy dây này 6 mét, 8 ngàn mét, 6 mét nó 48 ngàn. Có súng bắn nè. Mình thì mình thích cái máy loại mà thứ rửa xe ngoài tiệm á anh em, là nó một ngựa nó là 2,7 triệu, hai ngựa nó là 3,8 triệu. Mình thích máy đó, mình tính quốc cái máy đó rồi, nhưng mà không có tiện cái mà mình tự rửa nên mình bấm vậy nè ra ngoài đi. Ôi, chút thịt luôn. Mình bấm vậy nè, đặng nó ngắt áp suất tự động anh em, nên nó tiện. Còn máy kia là mình chỉ ngắt bằng cào dao, mà gia đình thì mình thấy nó không tiện nên mình mua máy này. Còn cái dây này dây ra là có 10 mét nha anh em. Dây này nhìn cũng xịn sò lắm, 10 mét nè, 10 mét. Đây là cái đầu lọc vô nè, nãy thử còn nước nè anh em. Đây là hết đi, chút tết anh em. Còn đây là bình để mình rửa bọt tiết rồi rửa xà bông á. Ảnh dặn mình nó lấy xà bông cục, nhưng mà quan điểm mình xưa giờ là hồi gió đó, khoảng 2 năm về trước mình còn rửa xà bông cục anh em. Nhưng mà dạo gần đây không bao giờ mình rửa xà bông cục, tuyệt đối chắc chắn 100%. Những tiệm rửa xe thì ai rửa bông cục rửa, riêng mình là có lý do mình không rửa xà bông cục. Cái lý do đó là rửa xà bông cục nó rất là hại, nó bóng xe như anh em, nhưng mà nó hại ốc ác này kia, nó mau tan lắm nếu mình rửa không kỹ. Mình thường là rửa xà bông rửa chén, chia sẻ anh em luôn. Đây là những cái đầu đi vô nè, cái đầu để mà nước vô nè. Mà cái đầu này thì nó hơi bị rộng, để nó lấy cái đầu nhựa giúp thử nè, giục đang đóng đi. Đây là gì quên bà nó hết rồi. Chứ giờ sử dụng, đây là cái ống để mình nối cho nó dài nè. Đó, nhân vật chính là xong. Giục này đây cho gọn nha. Rồi. Nhân vật chính của mình nè anh em. Rất rồi xong. Nhân vật chính nè. Nước xong mình lại thử còn nước nữa. Để lên đây nha. Lên đây. Điểm cưới về dơ cũng hơi xỉn luôn rồi. Dây điện cũng tương đối 2 mét nha anh em, hơn 2 mét á. Rồi 2 mét á, tầm 2 mét. Rồi bây giờ sẽ nối vô ha. Sao quên đó nè. Đây là phòng đi vô nè. Đây mình sẽ lấy cái đầu này là đường đi vô nha anh em. Mình sẽ gắn ở đây. Gắn đây. Rồi. Nó sẽ có cái đầu này. Dặn này ra ha, chọc này vô. Dặn này vô ha. Cứng vô. Đó, rồi. Để đó con rửa xe, dục quá dục yên đi. Nè anh em, dặn nó vô ha. Rồi ok. Đầu này thì mình gắn cái cục lọc anh em. Cục lọc này.
Trời mưa rồi không biết sao test anh em đưa máy ra ngoài nữa. Đó. Rồi, tiếp theo đây là cái đường đi ra. Đi ra thì em dở luôn. Ủa, đi ra nhìn xịn sò lắm, em ơi, xứng nhất này. Hai đầu này không biết đầu nào ta. Ờ, giống nhau anh em ơi. Vậy thì một đầu mình sẽ gắn vào đây. Rồi ha. Rồi rồi. Bây giờ mình sẽ để đây. Rút xong á thì mình sẽ mình gắn vô giày nha anh em. Gắn vô. Thử coi sức mạnh máy này nó như thế nào. Anh em có nên mua không? Đây là nhãn hàng có hiệu G-Max nha anh em, của Việt Nam sản xuất nha. 100% là dây đồng nha anh em. Rồi. Cứng vào nha. Mình khoái cái máy mini là có cái súng nè, tự áp suất nó dễ. Ok. Bây giờ để mình để cái máy lên trên. Máy này tầm 10 kg anh em. Tầm độ 90 kg vậy đó. Đây. Cọng dây thì mình dùng qua thao nước nè. Tester cho anh em xem cái gì. Ờ nó nổi anh em ơi. Để mình kiếm cái gì mình đè nó xuống cái nha. Đây nó bị nổi lên thì bây giờ trước đây là cái máy rửa xe mini của mình rồi đó là 355k mà anh em hỏi rất là nhiều nè. Đó, máy này giá là 355k mình xài đây 1 năm trời rồi không có vấn đề hết. Máy mà anh em nói là cái motor của nó nằm ở trong cái motor của nó nằm ở trong cái đồ mà xịt thuốc từ sau á anh em. Nè. Yeah. Mình xài 1 năm trời là không gì hết, nhưng mà đối với mình thì bây giờ mình muốn nâng cấp lên một cái sức mạnh á. Muốn lên cái sức mạnh thì mình mua cái máy 1 triệu mấy thôi. Chứ máy này không có làm gì đâu nha anh em. Con heo để mà mình rút con hút cái đầu dưới nước nè. Bây giờ mình lấy qua để mình dán cái máy lớn luôn. Tức rồi đó, cắt luôn anh em. Cụm dây này mình cột đỡ đi rồi quay cho anh em xem cái đi rồi tính sao cái này. Máy này thì mình mua trong Lada nha, rửa ok đó. Nếu mà rửa quen rồi thì mình chơi nâng cấp lên chút xíu. Đây là con heo cổ đại. Giống như đây. Cột này cho nó hít xuống dưới cái thau anh em. Nhưng mà khi mà mình bỏ vô hồ mình kiếm cái gì cho nó nặng rút xuống chứ không để gì được. Ừ, rồi rút xuống nha. Rồi ok, bây giờ chỉ còn là đường mình để pha xà bông ra cái nha. Đây bây giờ mình sẽ pha xà bông rửa chén nha anh em. Mình không có cho xà bông cục nha, nó dễ bị tan hư ốc đó. Đổ một tí vô. Rồi ok. Tí thôi ha. Dắt cho anh em xem thôi đi. Xe nãy các bạn thấy không? Rất là dơ mà trời mình đang dầm mưa quay ra vào luôn nè. Nó cũng rớt đỡ phần nào chứ dưới lốc máy thì khỏi bàn là dơ bao giờ luôn. Lắc nha các bạn. Lấy cho anh mấy cái ống này nữa giống không cho cái này đúng rồi. Đây bây giờ test trước cho anh em xem cái này có chứa mạnh cho anh em luôn. Ờ cắm điện với làm ăn cái đi đúng chưa, tôi tìm tay ướt á. Rồi cắm được rồi, cắm lên cái né tay đây mạnh xuống, đè xuống mạnh luôn. Rồi mình bật nguồn nè các bạn, đây có cái nguồn nút nguồn nè. Các bạn thấy không, nút nguồn nè, bật vô. Đó. Đây là cái nút để mình kích, nếu mà nó không lên nguồn mình kích cho mày. Đó, đầy áp suất rồi đó anh em. Đó. Rất là mạnh nha anh em. Có thể chỉnh ở đây được nha. Nó bị gì ta? Điện bị yếu quá vậy
điện nha, mình có trục trặc cái ổ điện đó nè, mình thử lại. Điện hơi yếu anh em ơi, cái kiểu này chắc nó dễ banh máy lắm nè. Điện hơi yếu. Mà anh em thấy nó mạnh không? Rồi. Giờ mình sẽ gắn thử cái ống nó vô ha. Định ướt anh ơi. Giật ấy là nó dâng ra con nó máy luôn rồi. Đó, rất là mạnh ha. Giờ lấy cho xà bông vô nha. Tại có nước mưa ở trên nó dội xà bông xuống đó nha anh em. Đó. Rất là mạnh luôn em, ok không? Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gỡ xà bông ra, mình sẽ rửa xe sạch sẽ ha. Tiếc có cái là anh em thông cảm là mình tính quay kỹ chi tiết hết cho anh em những hấp khác, nhưng mà trời mưa quá mình không quay được thì mong anh em thông cảm điều đó nha. Rồi bây giờ để mình gỡ ra mình rửa xe. Bạn mời các bạn xem cái ảnh mình rửa xe lên sau nha. Rất là ok, mình rất là hài lòng về cái máy này. Sau thời gian thì sử dụng không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình rất là ok và vừa lòng anh em ha. Kiếm cho hai một cái áo gì đó hay cầm cái máy thảo để gió mưa nước vô. Rồi, bây giờ mời anh em xem cảnh dưới nha. Rất là nhớ anh chưa khuyên tốt dao luôn đó anh em, mạnh á. Cóc luôn cả nước sơn luôn em ơi. Nước sơn mình mà yếu là nó cóc luôn đó nha.
Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip của mình nha. Nếu anh em thấy hay thì like và subscribe kênh để mà nhận những video mới cho mình nha. Ok, chào anh em.